câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là đi ra mua cuốn sách. Tại sao người thành công lại mua ví dài, tốn tiền mua cái ví nữa, tính ra là đi chơi rất là lỗ. Này, cái ví này là hiệu Leonardo nha anh em. Thôi đừng quay anh. Bị da bò. À, mình sẽ kể lại câu chuyện như sao là mua cái gì. Đọc cuốn sách xong phải mua cái ví. Tính ra vừa tốn tiền mua cuốn sách mà vừa tốn tiền mua cái ví này. Rồi, nó kể ít lắm. Wow. À, đựng trong một cái hộp rất là đẹp. Leonardo hình con nai luôn. Cái này cũng kim mà. À, trong đây thì nó lại có một cái cặp visit. Dễ thương ha. Ồ, thank you for shopping dạ. With us. Đây là một cái gift card này, giống như cảm ơn này. À, trong một cái hộp thì nó lại có một cái bọc rất là đẹp. Đây, đây là cái ví của mình đã mua. Cái miếng xốp. Ví này thì dùng để đựng tiền, đựng cạc visit, đựng mấy cái thẻ. Nhưng mà thấy là cái cảm giác hơi nhỏ rồi đó. Để hồi đừng tự ra. Để bỏ tiền vô thì cái nó có... Bỏ tự ra. Đó. Ồ vừa, ok. Rồi cảm ơn mấy bạn nha, đây là chương trình tập học ví Leonardo. Lý do mua cuốn sách. Tại sao người thành đạt lại xài ví dài? Mua.